kiểu như bất hủ các lập trình đều bắt đầu hết đâu quân ấy. Bây giờ mình có thể đổ một chút cao cả nước thì hạn được thôi thì nó cũng như nhau mà. Đấy, đầu tiên chưa cần biết nó như thế nào nhá, thì anh chỉ viết một vòng ở đây nó chạy nhá, tấm dài này. Xin chào cả nước này, vậy ra như này. Đấy, giờ ấn F5 nó chạy. Xem cái kia đang bắt đầu. Đấy, chuyển cái này cho chạy bắt đầu. Đấy, đang up này. Đấy, các em nhìn thấy dòng chữ em hơi đen tối nhỉ. Em cho linh kiện đó. Vâng. Cho linh kiện được. Cái đấy là output em tin. Đấy không phải vấn đề trí. Thì cái này thì mình để học ngôn ngữ thôi. Thì con số này không dùng được đọc mình này. Nếu ai thích thì đi hướng dẫn. Đấy, bây giờ các em nhìn vào cái cấu trúc chương trình này. Đầu tiên các em nhìn đến phần ưu sinh. Đấy, cái ưu sinh này nó giống như cái import của Pascal của bên Java fan nó thường làm rất là nhiều. Và với Pascal thì lúc này sẽ có phần UC đúng không? Pascal có UC CRT đấy. Thế còn C là sẽ có hình thức này nhé, có tương ứng này. Nhưng mà nó đây có tương ứng một số cái UC. UC này. Rồi này. UC này. Pascal này. Bên C là include này. C này. Import này. Đấy, Java. Nhưng mà có một ưu chút khác được so với thằng user với Pascal này, với C này, C cũng cộng thế. Bởi vì là cái thằng using của trong C sharp hoàn toàn mình bỏ đi được, mình không cần đến vẫn chạy. Đầu tiên nếu mà anh get thì sao sẽ bị lỗi đấy, nhưng mình hoàn toàn mình có thể bỏ qua, mình có thể khắc phục lỗi được và cách viết dài hơn. Đấy, trường này. Đó. Đấy, và các em nhìn thấy hoàn toàn ưu sinh ở bên phía sát này không cần cũng được đúng không? Vẫn chạy bình thường đây, em nào không hề có lỗi được đâu. Tò bá đạo quá nhỉ. Và nhìn qua như vừa xong anh bỏ để viết thêm thì các em sẽ dễ dàng nhận thấy là cái ưu sinh trong phía sát đơn giản chỉ để giúp cho mình viết lại ngắn hơn đúng không? Đấy. Đấy, ở chỗ này cần ưu tiên thiết tường nữa, và khi có ưu tiên thiết tường cho nên không phải viết dài thiết tường nữa. Bây giờ như thế này giống như là ở bên Java là import đi, import xong chấm sao luôn đấy. Ừ, import chấm sao nó tất cả cái cùng cấp, nhưng mà nó chỉ theo từng cấp mà thôi. Ví dụ bây giờ là từ đầu tiên là cái ưu tiên thiết tường là cái to nhất, như có cả khu như kiểu là các tỉnh nhá, Việt Nam tính của các tỉnh này, xong bên trong các em muốn huyện nữa thì phải chấm tiếp đây nè, từ chấm huyện này đúng không, chấm lên xã tiếp này, chụp SQL về sau cái dùng cái không gian trên để quen này. Các em nhìn thấy mấy dấu chấm này, ba cấp này, dụ tỉnh này, huyện này, xong đến xã phường gì đấy. Để sau dụ các em khỏi phải viết dài thôi, tất nhiên các em phải thêm một cái bếp bằng này dài và phải chấm một cái nữa rất là mệt không, thế ưu sinh đồng ý viết ngắn gọn hơn thì tác dụng ưu sinh đơn giản thì thế thôi. Thế còn bên Pascal các em muốn dùng cái là xóa màn hình ấy, đó là đang có thể bắt buộc phải ưu sinh CRT đúng không, các em sẽ không thể viết được là CRT chấm có là đang dữ liệu được, bởi vì nó là hướng chức năng, nó không có dạng dấu chấm đây đúng không. Thế còn bên này các em hoàn toàn bỏ đi được. Nó phần ưu sinh các em theo con rồi nhé, bây giờ tiếp tục này. Đấy, mấy em kia học đã biết thu nhỏ một cái dấu này tất cả nhé, biết rồi. Đấy, thì giờ đầu tiên thu nhỏ hết vào nhé. Còn nét đủ nét tiếp tục. Đây, khi mà các em để các dấu cộng nó phóng ra, nhìn chương trình nó dài, đây chỉ có mấy dòng thôi, không có vấn đề. Khi các em viết một cái chương trình ở đấy hay một cái thực hiện một chức năng đấy, viết khoảng 1.000 dòng thì các em phải kéo cái thanh rất là nhiều thôi, cái thanh chỉ còn một ngắn tí nữa thôi, kéo mỏng tay. Lúc đấy để mình nhìn được chương trình tổng quan thì các em kích chuột phải này, aligning này, sau đó chọn vào connect to decision thì nó sẽ tổng thu vào cho mình. Đấy, đây là cái này. Đầu tiên bên ngoài các em nhìn thấy namespace. Namespace thì ta tính Việt chính là không gian tên này, tách ra name là tên đúng không? Thế còn space là khoảng trống hay không gian, các em ghép vào thì không gian tên đọc ngược lại. Được chưa? Thì
Thì không gian tên này nó mang tính chất là đóng gói. Mục đích chính của cái nó là nó tránh trường hợp nhầm lẫn, cũng giống trường hợp là bây giờ ở Việt Nam có 64 tỉnh thành, nhưng mà giả sử trong Thái Nguyên này có một huyện Phú Bình, ở Nam Định cũng có Phú Bình đúng không, hoặc ví dụ ở Hồ Chí Minh, hay là ở ví dụ là ở Thái Nguyên phải có rồi, ví dụ ở trên Bắc Giang này, cũng có cái Phú Bình hoặc là một cái Phú Yên ở đấy, thì cái tên huyện nó trùng nhau. Hoặc thì hiểu đơn giản gần hơn là trong gia đình ạ, gia đình Nguyễn Văn A thì có bố mẹ không nói, có con cái một thằng tên là Nam này, một đứa tên là Nam đúng không. Trong một gia đình khác thì cũng có Nguyễn Văn B chẳng hạn, thì cũng có một đứa con tên là Nam. Thì nếu mà không biết, không nói rõ là Nam này của gia đình nào thì mình sẽ bị nhầm lẫn thôi, chỉ bảo Nam không thì người ta sẽ không biết là đang nói đến Nam nào. Thì cái không gian tên này cái giải thích cái trường hợp là giải quyết trường hợp là mình đã chỉ rõ được, không bị nhầm lẫn. Không được không, ví dụ là hai cái Nam đã nói Nam không rõ, mình chỉ rõ là Nam con là Nguyễn Văn A này hay là Nam Nguyễn Văn B thôi. Thì cái không gian tên mục đích là đóng gói, là gói gọn để tránh thu gọn. Và trong thị trang nó cung cấp tầm khoảng 5 lớp, 5.000 lớp, với con số khoảng 5.000 thì chắc chắn là sẽ có nhiều cái nó trùng nhau. Chính vì thế nó phải phân cấp thành các trường hợp này để nó mình biết được là con mình còn A. Cũng như cả trường hợp gia đình tên trong Việt Nam, các em đi thi đại học thấy là trong phòng thi toàn tên giống tên mình không? Đấy. Thì lúc đấy mình có cái phân biệt khai kiểu họ tên quê quán này hoặc là chứng minh thư để mình phân biệt, thì cái không gian tên có một cách để phân biệt. Và một cách nữa đó là cái tổ chức chương trình sau của mình sẽ gọn hơn, nó cấu trúc và mình sẽ học nó nhanh hơn để cho mình dùng thuận tiện đấy. Đấy không gian tên này, và cái này tương ứng với cái bên Pascal, à bên Java là cái gói packet, em còn nhớ cái này packet này đấy, lâu nãy không dùng từ packet này. Rồi đấy không gian tên này, và trong này là không gian tên cái phần ba ngoài, nó như một cái thùng cái hộp ấy. Giả sử đây là một cái, đây là tỉnh nhá, thì trong tỉnh hoàn toàn là chứa được tất cả các huyện đúng không, và trong huyện được chứa xã. Chính vì thế mà trong không gian tên nó cũng bao gồm là tỉnh này, vậy trong này có thể chứa các huyện, các xã này chứa bên trong, thì có nghĩa là trong không gian tên lại có thể chứa các không gian tên khác nữa, nó chồng chéo nhau ấy, nó bao bọc bên ngoài vào nhau, nó không chồng chéo, nó chỉ có cái thùng to này, cái thùng nhỏ này, như một tòa nhà này có các phòng không, trong phòng chứa các đồ đạc, các thùng vân vân. Đấy thì có không gian tên này. Tiếp theo các em nhìn thấy bên trong là cái cờ nát, thì trong không gian tên có thể chứa các không gian khác, và cái quan trọng cơ bản nhất đó là thường có chứa các cờ nát, tức là chứa các nước. Cái này giống như bên Java, không được chứa trong gói nào, cũng là dễ hiểu bởi vì là ngày xưa Microsoft nó không mua được cái Java của Sun, chứ vì thế là nó đã xin được C Sharp, có rất là nhiều điểm giống với Java và cả C cộng cộng đấy, tuy nhiên giống với Java là nhiều nhất đấy. Và trong cửa nan này các em mở rộng ra thì nhìn thấy có đây có này static void main, đây là phương thức đấy. Và chương trình của các em sẽ bắt đầu vào trong này, và chỉ có một cái đoạn là main này, bên trong con sau này tấm ra các câu lệnh. Các em còn nhớ trong Pascal là cấu trúc chương trình cơ bản là bắt buộc phải có từ khóa gì, begin và end đúng không. Đấy thì trong cái này bắt buộc phải có cấu trúc chính của nó chính là cái dạng main này, kể cả về sau các em chuyển sang WinForm thì cũng luôn luôn có một cái main này. Bây giờ em mở lại cái WinForm nhé. Đấy, các em nhìn trong chương trình WinForm này nó cũng luôn có một cái file program.cs. nếu một số người mới học thì chưa để ý cái này, nhưng các em mở ra này, bên trong này cũng có một cái main, thấy chưa. Đây chính là cái điểm bắt đầu vào của một cái khoảng 4 giây, như cái núi già vào ấy, và sau đó là vào đi đâu thì đến là do công lệnh mình có. Đấy, và bên này các em nhìn thấy là trong tab main này, nếu như chỉ gói gọn trong một cái kernel program thế này thì cái chương trình C# nó dạng giống kiểu chương trình chức năng của em đã từng học, thì là C Pascal đấy. Các em biết C cộng cộng là hướng đối tượng hướng chức năng, đối tượng không? Nhưng mà thật cái này với nó là hai chân, nó gọi là cái ngôn ngữ là nửa ngọn nửa kia, hướng đối tượng cũng được, hướng chức năng cũng được. Còn trong cái kernel các em nhìn chú ý này, nếu mà mình chỉ có giới hạn trong phạm vi kernel này không, chưa thì các em chỉ có khai báo phân biến ở đây nhé, làm tích này, để à là không ấy. Sau dưới này các phương thức này, thì chương trình mình chính là dạng một chương trình các em hay viết về Pascal C, dạng chương trình có chức năng. Nhưng khi các em viết dạng nhiều kernel này vào rồi thì các sẽ khác. Các em còn nhớ trong Pascal ngày xưa cấu trúc đấy có cái cấu gì nổi tiếng chương trình bằng gì không? Đây này, viết cái file text này nhé. Đây. Có cái câu nổi tiếng này không? Ngày xưa các em sẽ có là cấu trúc dữ liệu đúng không? Cấu trúc dữ liệu này cộng với giải thuật này bằng chương trình đúng không? Cái này nó chỉ đúng với cái đoạn lập trình chức năng thôi.
Thế còn hướng đối tượng ấy, thì cả cái này của mình sẽ khác. Hướng đối tượng của em thì cái phần cấu trúc dữ liệu cộng chương trình ấy, cấu trúc dữ liệu cộng giải thuật ấy, nó không phải là ra chương trình mà nó làm một cái lớp đặt ở nam đấy. Và chương trình của mình sẽ bằng chương trình này, sẽ bằng tổng sigma này, không có cái dòng viết tổng sigma này, tổng có cờ nam được chưa, là tổng sigma này, tức là mình nhiều cờ nam phổ vào cái chương trình này được chưa. Và các em nhìn thấy đơn giản mình phải được cờ nam này, nó sẽ nằm ở gói cả cấu trúc dữ liệu của giải thuật. Và nếu như cờ nam mà các em bỏ đi cái cấu trúc dữ liệu này, nó sẽ thành cái mà nó suy ra cái decon này, chắc đúng không đấy, nó liên quan này, cái decon chắc chứa dữ liệu nhưng mà không có công thức, tức là không có phần giải thuật, cái phần xử lý của mình nhé, đấy nó thành decon của chắc. Và nó cộng với cái phần này, nếu mà cộng thêm cái phần giải thuật nó chính là cái phần xử lý này, có công thức này. Ở trong đối tượng nó gọi là phương, nó gọi là mê thức, nó gọi là protective hay phân xử lên bên lực lượng của chức năng. Nhưng về nghĩa cơ bản nó cũng giống giống nhau, nó gồm có hai kiện đấy. Bây giờ quay về cái chính này, trong cái hàm main thì các em nhìn thấy các câu này của mình viết. Đầu tiên là cái console.dai, cái này có tác dụng là viết ra màn hình. Đấy. Cái console.dai này, cái này gần gũi với bên Pascal đúng không em? Pascal là dai đúng không? Dai là dai này đúng không? Đấy. Thế còn bên Java là system.out thì dai đúng không? Dai này đúng không? DTF đấy. Còn bên khi là có nhỉ? Scan có scan nhập vào. À, C là có DTF đấy. Đến một số cái nó tương ứng nhau. Chính vì thế các em khi chuyển ngữ thì cần quan trọng cái này nhập xuất là gì và kia xuất là gì là được. Đây trong bit này sẽ giống ở bên Pascal là có bit này. Bit này đúng không? Bit này đọc xuống dòng nó bình thường. Bit này này con can thấy. Đi bắt can á, bắt can không phải hoa thường, bắt can không phải hoa thường, đó thì nó không có thành chữ lai ra đâu. Ừ, chữ là n phải đúng không? Đây như này. Còn bên Java cũng có một phần để biết riêng đúng không? Đấy một phần tương ứng các cần biết thôi là được. Giờ trải nghiệm. Và đầu tiên thì học cái này là đỡ nhàn chán, các em hiểu hoàn toàn được cái màu của nó đi. Có lẽ bảo con phân cái đen này để nhìn chán đúng không? Đấy, bây giờ chúng ta sang thiếu một chút nhé. Còn màu trước này, con son nền này, các em để màu nền này, là màu chữ là hoa của Dark Panner này, bằng con son nền, Panner, chấm chấm trắng này, chấm white này. Còn cái màu này các em để con son nền này, chấm bách của Dark Panner này, bằng con son nền, Panner chấm cho vào lưu này. Rồi viết xong hai cái dòng đặt màu, các em xóa cái màn hình đi để nó hiển thị hết. Giả sử anh chưa xóa, các em nhìn này, nó sẽ chỉ có cái dòng là viết ra nó chạy đến đấy thôi. Bây giờ các em muốn tất cả cái này đều có màu xanh, nó bỏ màu đen thì các em phải thêm một cái dòng lại để vào nữa, xóa màn hình, con xóa nền, màn này đấy chấm vào niêm. Cái này chính là cái dạng như vậy, giống như có thằng đang có hiệu ở bên kia, ở bên Pascal hay là bên chi đấy. Đấy. Bây giờ các em nhìn thấy màn hình nó sẽ xanh hết. Cái này to thằng này đây. Cái này kích thước các em phải đặt này được. Đây có lây ao này, width này, to lắm, 80 này. Màn hình 25 thì cái ngàn màn hình ở dạng đốt. Các em 80-25 của Pascal ngày xưa màn hình full xanh nè, tất cả ấy. Thì nó sẽ mặc định cái dạng đấy, nhưng cũng dạng chạy đốt mà. Đó, đây, ta hồi bằng 80 này. Đấy, nó bằng này, khó nhìn bằng hơi 20 phần dài. Và các em muốn xuất được tiếng Việt thì dùng thêm cái này này, chấm output này, chấm con tin này bằng cái mã hóa. Các em nào làm web còn nhớ cái chữ tiếng Việt là gì không? Con tin này cùng cái system này. Để tấm tách anh có tên tấm UTF8 đây, bài F8 tiếng Việt này. Nên chỗ này anh chưa được đâu, để sản phẩm các bạn đây, các em chỉnh vào cái công ty này,
chọn vào cái phông chữ nào, cái con sonat đấy, tắt đi, đấy viết thành tiếng Việt nhé. Đấy là có tiếng Việt đấy, chữ khó nhỉ nhá. Đây. Đấy, các anh nhìn tiếng Việt này. Rồi cái đấy không phải vấn đề chính, mình trang trí một chút thì nhìn nó đỡ khó chịu không? Để mẹ bàn thì có chữ đen xỉn thì chán lắm. Rồi đấy, và bây giờ các em nhìn thấy chương trình của mình, mặc dù rất đơn giản nhưng nó đầy đủ cấu trúc của một cái chương trình lớn rồi. Thế sau chúng ta lại cần thêm các dòng lệnh nó dài đây này, xong thêm các phương thức xử lý nhiều hơn và dữ liệu nó có thì mình sẽ hoàn thiện.